Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sáng sớm của ngày thứ bảy. Mến chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Hôm nay mình đi chợ Costco để mua thịt bò. Một loại thịt bò mà mình muốn chia sẻ cùng với mọi người. Món nào là món ngon, thịt bò nào là loại thịt bò ngon nhất. Giá tiền không có khác biệt cho lắm. Đó là palm rib. Palm rib thì có hai loại. Một loại để chữ là USDA. Còn một loại thì không, khác nhau khoảng 50 cent mà thôi. Những miếng thịt bò mà đã cắt ra rồi thì mình sẽ mua mắc hơn khoảng là 2 đồng. Còn nếu như mình muốn tiết kiệm tiền thì mình hãy nên mua một cái cục thịt lớn nhất và mình có thể mua về mình cắt ra miếng nhỏ, miếng lớn rồi mình chia ra để vào tủ đá. Ăn bao nhiêu mình lấy ra bấy nhiêu, thịt rất rất là mềm luôn. Và để đi chợ chọn lựa thịt bò nào, cái miếng nó như thế nào, cũng như là sườn đã ướp sẵn, món ăn mình có thể mua và mình có thể bỏ vào tủ đá. Thời gian tiết kiệm nấu ăn, cũng như là mỗi khi bạn bè đến nhà, mình chỉ cần lấy ra để ở ngoài, thời gian rất là nhanh. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn cùng đi chợ với Hồng. Đi chợ Costco chọn lựa thịt bò mua thì tốt nhất mình hãy đi vào sáng sớm khi chợ mới vừa mở cửa là 9 giờ sáng. Mua thịt như thế nào để mà mình tiết kiệm nếu nhà mình đông người, hoặc là mình cũng có thể mua cắt ra cho vào tủ đá từng miếng, miếng nhỏ, miếng lớn thì tùy mình. Đầu tiên để mình chọn lựa mua, giá tiền chỉ khác nhau 1 đồng. Palm rib, nếu mà mình nhìn vào một miếng palm rib mà đã cắt sẵn miếng như thế này, USDA palm rib, giá tiền là 14.99 đồng cho 1 pound. Nhưng nếu mà mình mua nguyên một cục lớn thì giá tiền càng rẻ hơn. Đó là nói về palm rib. Còn New York steak thì cũng như vậy, mình cứ coi vào cái New York steak thì giá tiền chỉ khác nhau là 1 đồng mà thôi. Nhưng hai loại thịt palm rib là ngon nhất, mềm nhất. Còn thí dụ như tri-tip thì giá tiền sẽ rẻ hơn 11.99 đồng cho 1 pound. New York steak để mà mình làm món shabu thì Costco lúc nào cũng có những miếng thịt như thế này. Cắt ra mình có thể làm bò nướng giấm, bò nướng dĩ hoặc là bò nướng lá lốp. Nhiều món mà mình có thể làm, không cần phải cắt nữa, vì những miếng thịt này mỏng vừa ăn. Rib eye thì người ta cũng cắt sẵn như thế này, mỏng vừa ăn. Mình có thể để lên một cái chảo, mình chỉ cần nướng sơ hoặc là để lên cái lò nướng barbecue. Thì mỗi người được một miếng, giá tiền là 13.99 đồng cho mỗi 1 pound. Thịt bò thì cũng như là miếng mỏng, miếng dày tùy theo. Mà mình muốn tiết kiệm tiền thì nên mua những cái miếng lớn, to. Thì như vậy mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Hiện bây giờ thì ông xã mình đã chọn lựa một cục thịt thật là lớn, với giá tiền là 200 mấy, nhưng mình về mình sẽ cắt ra. Nếu như mình muốn nấu bún bò Huế hay phở thì nên mua những miếng sườn như thế này ở Costco bán, chỉ có 5.49 đồng. Mình có thể nướng muối xả ớt nè, mình có thể nướng hoặc là nấu phở bún bò Huế. Còn muốn rẻ hơn thì mình mua một cái lớn như thế này thì giá tiền sẽ rẻ hơn là 1 đồng. Sườn đại hàng 10.99 đồng 1 pound, mình chỉ cần ướp đơn giản thôi, đừng cứ ướp mặn quá là mình đã có một món ăn ngon. Những cái miếng thịt như thế này mình cắt ra làm 3 phần 1 phần 2 phần 3 phần, ăn bao nhiêu thì mình nướng bấy nhiêu. Hoặc là mình cũng có thể nấu một món, đó là đuôi lẩu đuôi bò, lẩu gân đuôi bò, giá tiền là 8.99 đồng 1 pound. Và đây là những cục thịt mình có thể mua là rib eye 12.49 đồng 1 pound. Cái này tổng cộng là 18.88 pound. Mình mua về thì mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Bây giờ nói đến sườn mà người ta đã ướp sẵn rồi đây, mà mình cũng đã từng chia sẻ cùng với mọi người. Tri-tip ướp rồi, mình chỉ cần bỏ vào cái máy air fry 375 độ F, mình nướng thời gian là 30 phút. Như vậy là lấy ra ăn rất là ngon. Và nhớ phải để cho nó nghỉ thời gian là 10 phút. Một món mà mình lúc nào cũng chia sẻ cùng với mọi người, đó là sườn. Loại sườn mà Costco lúc nào cũng ướp sẵn như thế này. Một dĩ thì cũng tùy theo 4.49 đồng 1 pound, 29.23 đồng cho dĩ này. Mình chỉ cần mở ra nướng
375 độ F trong cái air fry hoặc là oven. Muốn cho ngon hơn nữa thì mình cho xả vào, còn mình ăn không hết cứ cắt ra rồi mình cho vào trong cái bịch, khi nào ăn thì mình lấy ra nướng, không cần làm gì hết. Đây là những miếng sườn phải nói rất là ngon. Món thứ hai mình muốn chia sẻ đó là đùi gà garlic seasoning 3.49 cho 1 pound, ướp rồi ngon vô cùng luôn. Mình chỉ cần cho vào cái máy air fry hoặc là lên chảo để mà mình nướng, hoặc là cho lò nướng thì ngon lắm. Mình đã ăn những món thịt này rồi cho nên mình nói nếu như mà cần nấu những món ăn cho mỗi ngày cho gia đình, mình không cần phải ướp thịt đâu. Tất cả những loại thịt này rất là ngon và mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Cánh gà kho sả ớt, cánh gà kho gừng, cánh gà kho nghệ, cánh gà chiên nước mắm, chiên bơ, chiên tỏi. Cánh gà là một món ăn đơn giản. Tôm 13-15, tôm lớn 37.99, 9 đồng 1 pound. Mình có thể làm những món như tôm kho tổ. Món tôm kho tổ thì rất là đơn giản. Và mình cũng có thể nấu như là hủ tiếu mì, tôm rang muối, tôm để mình nấu profit 4 pound 21.99, mỗi 1 pound là 5.50 đồng. Tôm 31-40 lột vỏ hết rồi, 2 pound 11.99. Tôm này mình mua về chỉ cần xay ra để làm một món, đó là chảo tôm, một món tảo tôm rất là ngon luôn. Baking scallop potato, loại này ăn rất là ngon, mình chỉ cần cho vô cái oven mình nướng lên thì ngon lắm. Artichoke hot, mình chỉ cần khui ra mình trộn với xà lá răng. Đặc biệt hơn nữa, hôm trước mình có được một cô chia sẻ là món ăn này mình nấu với lại chả cá thắt lát là một món canh. Mình chưa nấu qua nhưng mình sẽ thử. Và đây là một cái loại ice cream hôm trước mình có chia sẻ qua rồi, rất là ngon luôn. Một hộp có tổng cộng là 12 cái, mỗi một thứ là có 3 loại ở trong tủ đá. Cây mô bồ đỏ Costco hiện bây giờ bán là 69.99 một cây. Còn cây tắc, cây quýt, cây cam thì 26.99 cho mỗi một cây. Nhưng những cây này khi mình mua về thì phải đợi qua 1 năm sau, 2 năm sau thì mới có trái. Cây mô bồ đỏ này cái lá cũng rất là đẹp. Bông dahlia trên này nè, đẹp lắm ha. Đó, và đây là những loại bông mà mình có thể mua về. Mỗi khi vào chợ Costco, nếu mà mình muốn xem hết tất cả những mặt hàng Costco bán những gì, ít nhất cũng phải dài 3 tiếng đồng hồ. Nhưng chọn lựa những món ăn, thuốc hay là bất cứ đồ dùng trong gia đình thì mình nên vào online xem trước, hoặc là những cuốn sách người ta gửi về, coi có cái gì rẻ mình cần thì mình mua, không thì hôm khác mình mua cũng được. Những loại thuốc mà mình thường hay chia sẻ cùng với mọi người đó là morphine, là một loại thuốc rất là tốt chân khớp. Có hai loại, một loại thường và một loại extra. Hiện bây giờ thì không có giảm giá. Để mà mình chọn lựa thịt bò nào là thịt bò ngon nhất, đây là một loại thịt bò mà khi mà mình đã mua là mua farm bred boneless USDA farm. Giá tiền không có mắc hơn đâu nha, chỉ khoảng là 1 đồng mà thôi, nhưng thịt nó ngon hơn rất là nhiều, mềm thật là mềm luôn. Giá tiền là 229.64 đồng, tổng cộng là 17.15 pound. Khi mình mua về đó thì mình sẽ chia ra rất là nhiều miếng, dày mỏng thì tùy mình. Nếu mà mình có thể nướng hết một cục thịt này cho cái ngày lễ July 4 là bảo đảm mọi người sẽ ăn ngon, ngon lắm, đáng đồng tiền. Tiết kiệm được là 50% nếu mà mình đi các chợ Mỹ ở ngoài thì giá tiền sẽ là 450 đồng.
California của mình nóng lắm, 95 độ F. Từ bây giờ cho đến khoảng tháng 8, tháng 9 thời tiết sẽ là như vậy. Cho nên làm những món ăn nhanh gọn và lẹ. Nói đến những món ăn thịt bò thì mình thường mua ở chợ Costco. Palm rib có hai loại. Một loại thì có cái miếng giấy người ta dán màu vàng USDA palm rib, thì cái đó bán mắc hơn khoảng 1 đồng. Vậy thì hai miếng có cái miếng giấy dán và không thì nó khác ở chỗ nào? Mình thấy khác hoàn toàn luôn, nó rất là mềm ha. Và để mình tiết kiệm nhiều tiền hơn đó thì mình mua một cái cục lớn như thế này nè, rồi cái mình cắt ra từng miếng dày mỏng thì tùy mình, rồi cái mình cho vào cái bịch ha, mình cho vào tủ đá, khi nào mình ăn á thì mình lấy ra làm rất là nhiều món, ví dụ như bò steak, bò đúc lắc, rồi bò nướng vỉ, thịt nó mềm mình ăn thì mới ngon. Ngoài ra đó mình có thể làm một món đó là bò lúc lắc. Để ướp thịt đó thì mình chỉ cần mua một loại gia vị, đó là Montreal Steak Seasoning. Đơn giản lắm, mình chỉ cần rải ha, đây là cái hộp nè, đó mình rải ít thôi ha, mình rải lên hai mặt. Nhưng trước khi mà mình lấy thịt ra mình nướng cho gia đình ăn á thì để ở ngoài một tiếng đồng hồ để không còn lạnh nữa thì mình nướng. Có nhiều cách để mình làm lắm, thí dụ mình dùng cái máy air fry hiệu Nijon, mình cũng đã chia sẻ qua rồi, mua ở Costco khoảng là 180 đồng, mình làm được rất là nhiều món. Mình cứ dặn lên là 375 độ F cho nó nóng cái lò á, rồi sau đó mình bỏ thịt vào mình nướng khoảng là 10 phút. Sau 10 phút cái mình đặt ngược lại, mình nướng thêm khoảng 5 phút nữa là đủ rồi ha. Mình lấy ra mình để ở ngoài cho nó nghỉ khoảng 5 phút thôi là miếng thịt của mình nó rất là ngon. Còn nếu như mà mình không có cái máy air fry đó thì mình lấy cái chảo cũng vậy, cái chảo mình đừng có cho cái gì hết, để cái chảo thật là nóng lên ha, dặn lửa cao lên, mình cho miếng thịt vào thì nó nóng, cái miếng thịt đó nó chín ha, nó chín một mặt, nó hơi vàng, mình lặt qua mặt sau bảo đảm luôn cái miếng thịt rất là ngon. Đó là lý do tại sao mà mình thường đi Costco mua thịt ở trong chợ, để rồi mình cắt ra cho vào tủ đá, ăn bao nhiêu lấy ra bao nhiêu. Đặc biệt hơn nữa là có một loại ớt ngon vô cùng, ớt này không có cay, mình vào nhà hàng mà mình kêu cái món này rất là mắc ha. Cái ớt nó như vậy nè, đó mình cũng có trồng ở sau khu vườn ha, dễ thấy lắm, ở các chợ Mỹ thì có bán. Mình chỉ cần rửa sơ cho vào đây á, là dầu ô liu đó, dầu ô liu với là tỏi, rồi sau đó á, mình cứ trộn vậy ha, rồi mình cho chút xíu seasoning vào, cái seasoning này nè ha, đó cho vào luôn ít thôi, đừng nhiều quá, chút ha, cho nó có cái hơi mặn mặn đó. Cũng vậy, cái lò 375 dặn lên nóng thiệt nóng, cho vào nướng chừng khoảng 5 phút, giòn ngon thật là ngon ha. Đó là một món ăn rất là mắc tiền khi mình ra chợ Mỹ. Hôm nay mình chỉ nấu đơn giản vậy thôi, rồi làm thêm một món nữa là gỏi xoài. Gỏi xoài thì mình cho tôm khô thì mình chỉ cần là rửa tôm khô qua nước nóng, rồi sau đó trụng sơ qua nước sôi, đổ ra rồi mình trộn thì mình có rau răm, rau quế, rồi tôm khô trộn chung, rồi hành phi. Còn nước mắm hả, mình chỉ làm nước mắm sệt như là 2 muỗng nước mắm, 4 muỗng đường, mình quậy không có đổ nước nha, rồi mình nhấc chanh vào, sau đó là mình chỉ cần chế sơ lên trên cái gỏi là mình ăn được rồi. Bây giờ Hồng qua bên kia, Hồng nướng cái món ớt này trước ha. Cái ớt này nhớ nha, dễ mua lắm, không có khó ha, chợ Mỹ nào cũng có hết. Lò Nijon là một cái lò lúc nào mình cũng dùng để nướng rất là nhiều món, thí dụ như cá nướng, thịt nướng, gà nướng, sườn nướng và rau củ quả. Lửa thì mình để 400 độ F hoặc là 375 cho nó preheat. Rồi sau đó mình sẽ cho ớt vào để mà mình nướng thời gian khoảng là 5 phút. Lò nóng rồi thì mình sẽ cho ớt vào trong một cái miếng giấy như thế này, nướng thời gian khoảng là 5 phút. Rồi mình lấy ra ăn, rất là ngon và thơm, nhớ là dầu ô liu. Sau vài phút thì ớt của mình nó như thế này nè, rất là ngon, là mình lấy ra được rồi. Thịt bò mình chỉ cần rải lên như vậy thôi nè, đó ha, mình lấy cái tay mình đè nó xuống, đừng có nhiều quá, đơn giản thôi, đó như vậy là được rồi, rất là ngon luôn, thịt mềm. Mình sẽ dùng là 4 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Nước mắm nào cũng được hết, mình cứ cho vào, mình trộn lên, rồi sau đó mình cho ớt và tỏi vào. Nước mắm thì mình sẽ dùng là 4 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Ớt và tỏi mình cho vào, đánh cho nó tan, rồi sau đó mình cho chút xíu chanh vào, đừng nhiều quá. Bởi vì xoài đã chua rồi, mình quậy như thế này, cho nó đều. Gỏi xoài tôm khô thì rất là đơn giản, mình chỉ cần mua xoài xanh ở chợ Mễ 1 đồng một trái. Rau muống lủi, rau quế hay rau răm gì cũng được, khi mình cho vào đừng có xé nhỏ quá,
cứ cho nó đủ là được rồi. Còn tôm khô thì mình nên trụng qua nước sôi rồi mình cho vào như thế này. Cái loại đường này không? Rồi. Okay. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ mình cho vào đây luôn đó là hành phi. Nếu mà mình không có hành phi đó, thì mình cho đậu phộng. Còn nước mắm khi nào mình ăn thì mình mới cho vào. Như vậy là đã xong một món gỏi rồi. Gỏi xoài tôm khô, mình lựa cái size nhỏ nhất. Khi mình mua về, cho vào một cái chén nước sôi, mình rửa qua rửa lại 2-3 lần, rồi sau đó mình ngâm thời gian khoảng 15 phút, 20 phút mà thôi, đổ ra một cái rổ để cho ráo. Mình cho vào tủ lạnh để tôm khô được lạnh, rồi sau đó mình trộn với xoài. Xoài, đến mùa xoài thì thường hay mua ở chợ Mễ, mỗi một trái 1 đồng. Khi mình chọn lựa nên lựa những trái nào cứng. Loại xoài này mình ăn sống cũng rất là ngon, làm gỏi thì không có chua quá. Và mình cũng có thể lựa một loại xoài thứ hai, đó là các chợ Việt Nam đều có bán. Một thùng thì mình không biết là bao nhiêu tiền. Hôm qua thì mình có bạn đến nhà đã tặng cho một thùng xoài. Loại này thì cũng rất là ngon, tuy nhiên thì nó sẽ mắc hơn. Mình thích loại nào thì mình làm loại đó, không cần phải mua một loại xoài mắc tiền đâu, bởi vì tất cả những loại xoài này mình làm gỏi ngon. Một món gỏi xoài tôm khô rất là nhanh, gọn và lẹ. Khi mình đã trộn mọi thứ xong hết rồi, cho vào tủ lạnh. Khi nào khách đến nhà thì mình lấy ra, lúc bấy giờ mình mới cho nước mắm chua ngọt vào trộn. Làm một thau lớn thì mới ăn đủ, bởi vì khi làm gỏi xoài rồi thì một món này ai cũng sẽ thích. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho Hồng một cái subscribe, like và share và hàng comment. Xin hẹn lại video ngày mai.